Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Xin con cùng bài chúng ta thầy xin một hôm thì ngày kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các khách mời, hôm nay thì con rất là vui vì được nhận tiết học hôm nay. Quay những tiết học phát biểu đầu tiên của thầy cũng như là thầy đẳng thì là con nhớ đến cái câu hát cuối cùng của bài giáo dục đó ha. Hôm nay giờ ta đã sao thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi thì con cũng rất là xúc động bởi vì trong cái buổi học hỏi trong hôm nay mà con có một con cái cuộc sống của con có những cái quan điểm con muốn nói chia sẻ với thầy để thầy có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái kiến thức cho con những cái kiến thức điều này thì con quan điểm là ai chúng ta cũng đều tốt hết nhưng mà chúng ta bị xấu đi, bị không đẹp, các chức năng không đẹp thì chỉ vì cái môi trường tác động đến chúng ta thôi. Nhưng mà đúng không con thì ai mọi người cũng tốt, nhưng mà họ bị ảnh hưởng từ cái gì đó. Đó là một quan điểm của con, họ quan điểm của con được con. Và nãy như con nghe thầy thuyết giảng á, thì con nghĩ đến cái học thực tế. Con tại suy nghĩ rằng, có khi nào là học thực tế, nó cũng còn xuất phát một cái là một vị tha. Vì chúng ta đã là vị tha, có dẫn đến học thực tế được. Không biết là cái gì đó đúng hay không thì thằng này rồi còn quan điểm của con đó là trước khi có cái lòng tử tế có cái ứng xử tử tế đối với người khác thì chúng theo con nghĩ là chắc chúng ta phải tử tế đối với bản thân trước thì chúng ta có được những cái có thể chia sẻ với người con của cháu này. Đó là những câu hỏi rất là thú vị. Khái niệm lòng vị tha đó là một khái niệm mà xã hội học xuất phát vào đầu thế kỷ 19 thôi. Tiếng Anh gọi là altruism. Trong Phật giáo thì có khái niệm từ và bi, tiếng Bali gọi là metta và karuna. Từ đó được định nghĩa là những nỗ lực qua các hành động cụ thể mang lại hạnh phúc, niềm vui và thành công ở người khác. Bi đó được định nghĩa là các nỗ lực và thể hiện bằng các hành động cụ thể để trước nhất là thông cảm cái nỗi khổ niềm đau của tha nhân và sau đó là giúp cho người đó kết thúc được các cái bất hạnh này. Và từ bi theo đó đó nó còn hơn cả lòng vị tha, vì lòng vị tha nó chỉ thể hiện cái tấm lòng thôi, còn làm được việc đó hay không nó là một chuyện khác. Còn từ và bi đó là phải kết thúc khổ đau và hướng đến an vui. Cho nên cái điểm mà tử tế chúng tôi sử dụng theo đề nghị của nhà trường chia sẻ đó, thực tế nó chỉ là một cái phần nhỏ của lòng từ bi thôi. Và tử tế cũng là một phần nhỏ của cái tâm vị tha, cái tâm vô ngã. Trong tiếng Anh đó, thì các nhà Phật học có khuynh hướng á đã dịch cái chữ metta, tức là từ ở trong Phật giáo là chữ loving kindness, tử tế thương người. Nhưng mà nó cũng không có lột tả hết được, vì trong việc mà chuyển ngữ từ cái ngôn ngữ A sang ngôn ngữ B, ở đây là tiếng Bali sang các tiếng còn lại đó, bao giờ nó cũng có những cái khoảng cách nhất định. Bởi vì trong các cái hệ ngôn ngữ đôi lúc nó không có những cái từ tương đương, do đó chúng ta đành phải dùng những cái cấu trúc câu giải thích thôi để chúng ta có thể hiểu được cái nội hàm của cái từ đó như thế nào. Do vậy mà trong phần chia giảng ban đầu đó, tôi có nói rằng là tử tế đó nó có thể hiểu nôm na đó là giống như là sống tốt, sống đẹp, sống vô ngã, sống vị tha. Và trên thực tế đó, nó chỉ là một phần nhỏ của tâm từ bi thôi và ứng xử từ bi. Tử tế với chính mình á, nó có hai khuynh hướng. Khuynh hướng một á, là chúng ta đặt nặng mình á, là quan trọng hơn hết.
chúng ta chăm sóc mình như là Thượng Đế và Thần Linh. Cái đó nó dễ dẫn đến cái tình trạng ứng xử vị ngã, vị kỷ lắm. Và ở một cái thiên hướng nặng hơn, tiêu cực hơn á, thì những người đó sẽ rơi vào cái tính tự kỷ. Tính tự kỷ là người đó, có một đứa là không muốn chơi với những người xung quanh, chỉ biết một mình thôi. Và khi còn nhỏ đó, các cái cô cậu bé tự kỷ đó không muốn mẹ của mình chia sẻ niềm vui và sự quan tâm hạnh phúc đó, của mẹ, của cha cho những người khác, bao gồm là em của mình hay anh của mình ở trong nhà. Cho nên là tự tới với mình, nếu hiểu theo cái nghĩa đó là mình biết chăm sóc sức khỏe để làm lễ cho đời, mình phải nghĩ đến cái những cái điều cao quý để mình làm, thì cái tử tế cho chính mình như thế thì được khích lệ. Còn tử tế theo dạng đầu đó, đó là chúng ta sẽ rơi vào cái tính tự kỷ. Mà tự kỷ là một cái biểu hiện của cái tự ngã. Tự ngã theo Đức Phật đó, nó là cái rào cản xã hội mà ai sống với nó đó thì tạo ra rất nhiều các cái chướng ngại. Cái tôi theo Phật giáo nó gồm có 4 phương diện. Ngã si, tức là sự si mê về nguồn gốc của mình. Có người cho rằng là con người sinh ra từ vật chất, có người cho rằng sinh ra từ từ tâm, có người nói sinh ra từ thần linh. Còn theo Phật giáo đó, cái này có cái kia có, cái này không cái kia không, tương tác, tương duyên, tương quan đa chiều thôi. Ngã kiến là nhận thức về mình, đôi lúc đó, mình có năng lực nhưng mà mình nghĩ rằng mình là không có gì hết, mất tự tin. Đôi lúc mình không có gì hết mà mình cho là mình là ông trời, dẫn đến những cái cống cao ngã mạn, đó là nhận thức sai về mình, nhận thức không đúng với bản chất của mình. Ngã si tức là si mê về mình. Mình thương mình đến độ đó là một cái thay đổi nho nhỏ tác động lên trên cơ thể mình là mình khổ. Là chị em á, phụ nữ sống với cái cảm xúc nhiều, cái thay đổi về làn da, nét mặt, chán nhăn vân vân thôi là cảm thấy mình khổ rồi. Đó là do vì ngã si, si mê về chính mình nhiều quá đó. Ngã ái đó là thương yêu chính mình. Đó, thương yêu tích cực đó thì nó trở thành là lòng tự trọng. Thương yêu tiêu cực đó là dễ cảm thấy bị xúc phạm, người khác xúc phạm mình dễ bị thương tổn phương diện này phương diện khác. Thì đó là 4 cái phương diện: ngã si, ngã kiến, ngã bạn, ngã ái, làm cho người ta có khuynh hướng sống với cái tôi ích kỷ nhiều hơn, cái tôi lợi ích nhóm tiêu cực nhiều hơn. Và phải xóa được cái giới hạn đó, chúng ta mới thật sự trở thành là người tử tế trong lời nói, trong việc làm và trong ứng xử được. Ở đây tử tế tức là chỉ có những hành động tốt thôi, nó chưa nói đến cái phương pháp. Cho nên đạo Phật nó dạy đó, người từ bi đó là luôn luôn sống bằng cái trí tuệ. Do đó họ sẽ không đánh đồng giữa cái mũi lòng nhất thề với cái từ bi. Từ bi là phải dứt khổ mang vui. Còn cái tử tế đó, nếu mà không có trí tuệ dẫn dắt đó thì chúng ta dễ bị mẫn cảm, mẫn lòng đó, và bị lợi dụng vào những cái tình huống mà làm cho người đó trở nên là dựa dẫm nhiều hơn. Và người bị dựa dẫm sẽ mất dần cái lòng tử tế sau cái quá trình tương tác với xã hội và làm những việc tốt, mà thấy rằng là cái kết quả của nó không được nhiều lắm. Do đó tử tế là cái bước đầu tiên của một đời sống tốt lành, đời sống vị tha, đời sống vô ngã, đời sống từ bi, để lúc đó chúng ta có thể làm cho cuộc đời nó ngày càng được tốt đẹp hơn. Còn cái nhận thức để giúp cho mình được lên như có tinh thần phấn chấn, lạc quan, yêu đời, năng động đó là rất cần thiết. Là lúc chúng ta dễ chán nản lắm, muốn bỏ cuộc. Là lúc chúng ta muốn ngã quỵ. Là lúc chúng ta không muốn làm gì nữa hết. Rồi giống như cái bài ca mà mình nghe trong cái phần đầu đó, có người thì muốn làm mây, có người muốn làm chim, có người muốn làm hoa. Cái đó về ý nghĩa biểu tượng thì có vẻ nó hay, nhưng mà về thực chất đó là con người là cao nhất ở trong các loài động vật, không ai hơn được nữa. Là con người đừng có muốn làm hoa, là con người đừng muốn làm chim. Làm hoa đó của mấy thập niên trước còn thể an toàn tính mạng, chứ hoa với thời này nó ngắt nó hái hết rồi à. Làm cây thao đống dưới rửa trời mà reo nó lúc nó đốt sạch hết bể lâm tặc. Làm chim nó bị dằn nó bắn đó, mấy ông nhậu nó ăn sạch trơn không còn gì hết. Chứ làm con người chúng ta có thể tránh được những thứ đó. Cho nên đó là đừng có mong làm chim, làm hoa, làm cây cỏ, làm đất đá. Cái đó là Phật đó là gì? Trầm cảm, tuyệt vọng. Chúng ta chán cái số phận của con người. Vì có bao nhiêu số người đó người ta đó là nỗ lực nhiều rồi mà không có được tương lai.
do nỗ lực sai phương pháp, hoặc là hoàn cảnh quá éo le, hoàn cảnh nó quá lâm ly bi đát, người ta không tự mình vượt qua được. Cho nên họ chán cuộc đời, họ muốn làm con người nữa, để không muốn nhìn thấy cái hoàn cảnh tương tự xảy ra bên nữa. Vì các cái loại thực vật đó là vô tri vô giác. Đừng để cho nhận thức sai lầm đó sai sử cái cuộc sống của chúng ta. Phải làm người, giáp mặt với cuộc đời. Cuộc đời nó có những khổ đau, phải ghi nhận khổ đau là đang có thật, và tránh ba thái độ tiêu cực. Đó là đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm và hèn nhát. Phớt lờ tất cả các khổ đau, vì như thế là liều mạng, khổ đau sẽ gia tăng. Và đừng cương điệu quá khổ đau, vì như thế là tự hành hạ mình bằng cảm xúc. Trên thực tế có nhiều cái khổ đau nó không có lớn như chúng ta đã suy nghĩ đâu. Chúng ta tưởng tượng ra, hình dung quá nó ra, là buông cái cảm xúc vào trong cái thực tại khổ đau đó, nó làm khổ đau đó đã kết thúc rồi, lúc vài chục năm rồi, vài năm rồi mà nó vẫn còn tồn tại trong não của mình, dẫn đến những ám ảnh, rồi ác mộng, rồi chán nản, tuyệt vọng, không muốn sống nữa. Cho nên á, giáp mặt với những cái khổ đau, những cái khó khăn, để chúng ta nêu một cam kết: tôi phải có trách nhiệm, tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình một cách chân chính, để chúng ta đó là hướng đến sự thành công. Còn các cái hỗ trợ đó rất là cần thiết, hỗ trợ kịp thời, đúng lúc, đúng tình huống đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ vất vả dữ lắm. Đừng dại dột gì mà từ bỏ, từ chối những cái hỗ trợ tích cực của ta nha. Miễn là chúng ta không lợi dụng vào đó, không trở nên bị dựa dẫm vào nó thôi. Còn cái tha lực tích cực đó là cần phải có ở trong đời, để chúng ta sống nương tựa vào nhau. Nhiều cây thành rừng, nhiều oxy thì thành không khí, nhiều cát thành sa mạc, nhiều giọt nước thì thành biển cả. Đừng trở nên độc lập, là phủ định hết tất cả mọi cái trợ giúp. Nói chung là nỗ lực bằng nhận thức, là nỗ lực bằng cái cộng hưởng, nỗ lực bằng sự tương tác, nỗ lực bằng sự là chân thành. Trước sau gì đó, chúng ta cũng chiến thắng được các cái nghịch cảnh và khó khăn. Xin đi câu hỏi khác. Dạ, con rất là vui khi mà đọc được thông báo là chiều nay thầy có buổi thuyết pháp. Thì bữa giờ con xem trên YouTube rất là nhiều, mà hôm nay mới được là nghe thầy thuyết pháp trực tiếp. Và con xin có hai câu hỏi ạ. Dạ, câu thứ nhất là nãy giờ con nghe thầy trình bày về những phương pháp, những cách thức để chúng ta có được lòng tử tế. Vì nếu có được lòng tử tế thì mọi người trên thế giới này đều trở thành những cái thiên đường như thầy nói. Thì kèm theo con có hỏi là cái nguồn nuôi dưỡng lòng tử tế như thế nào, là gì? Tại vì chúng ta có được cách thức, chúng ta biết được cách làm, chúng ta tập dụng, chúng ta tập, nhưng khoảng một thời gian nào đó hay là vì không kiên trì như thế này, chúng ta bị giảm lòng tin và chúng ta sẽ từ bỏ nhanh chóng. Vậy con muốn hỏi cái nguồn nuôi dưỡng của nó là gì? Và câu thứ hai là thầy có đề cập tới vô cảm. Vậy thì theo thầy, cái lòng tử tế có phải là một cái giải pháp để giải quyết cái bệnh vô cảm hay không ạ? Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Lòng tử tế và các hành động tử tế đó là thuốc trị liệu cho thái độ và hành động vô cảm. Chúng đối lập nhau như là lửa và nước, bóng sáng và ánh sáng và bóng tối vậy. Cho nên nơi nào mà có người tử tế sống với các cái hành động tử tế, lý tưởng tử tế đó, thì nơi đó sự vô cảm không còn nữa. Và người vô cảm có thể có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất đó, là họ đã bị chai lì trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại. Thứ hai đó, họ không còn một cái nhiệt huyết gì nữa, chán nản, thất vọng, tuyệt vọng mới trở nên như thế. Còn trên thực tế đó, khi chúng ta nỗ lực, nếu không thành công lúc này thì chúng ta cũng thành công lúc khác. Do đó hãy cố gắng làm một cái gì đó để cho cái tình trạng vô cảm nó được khép lại, được kết thúc, càng nhanh là càng tốt cho cuộc đời. Cái nguồn động lực để chúng ta có được sự tử tế đó, trước nhất là lý tưởng phụng sự tha nhân. Để có được cái lý tưởng phụng sự tha nhân đó, nếu ai là Phật tử đó, thì chúng ta nên nhớ lời Phật dạy như thế này nè. Đức Phật khuyên đó là chúng ta phải nhận thức một cái có chiều sâu, rằng cái cuộc sống của mình ở hiện tại này không phải là điểm mới bắt đầu. Trước đó chúng ta đã có vô vàn các kiếp sống trước rồi, và sau khi chết chúng ta không phải là dấu chấm cuối cùng, lại có nhiều kiếp sống sau nữa không kết thúc.
trong vô số các kiếp sống đó đó, tất cả những người nam đã từng là ông cố, ông sơ, ông sở, cha, chồng, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai, tất cả những người nữ đã từng là bà cố, bà sơ, bà sở, bà ngoại, bà nội, mẹ, vợ, con gái, em gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Và bằng cái nhận thức quyết thống đó đó, chúng ta không thể nào dửng dưng và thờ ơ khi thấy những người nam, người nữ và giới tính thứ ba đang lâm vào một hoàn cảnh khó khăn, đang khi mình có thể trợ giúp một cái gì đó. Chúng ta không cho phép mình dừng lại, vì ít nhất thì cái quan niệm quyết thống đó, nó giúp cho mình có trách nhiệm, mặc dù nó mang tính cục bộ. Cái trách nhiệm trong tình huống này là rất tích cực. Người ta ưu tiên cho bà con huyết thống hơn. Cho nên Đức Phật có khuyên là hãy xem tất cả những người dương đức lạ có quan hệ huyết thống với mình ở những kiếp trước. Như vậy không giúp đỡ họ trong các hoàn cảnh cần giúp, chúng ta không chỉ là người vô cảm, mà chúng ta đang gọi là xây đứng lại với những người thân ruột thịt của mình. Và bằng cái nhận thức đó đó, chúng ta dễ hun đúc được cái lý tưởng làm một cái gì đó cao quý cho đời, tốt đẹp cho đời, ít nhất là có ích cho đời. Một cái nhận thức thứ hai có thể tạo thành cái nguồn động lực đó, cho những người sống tử tế đó, đó là trong đời này không ai có thể sống mà không nhờ vả đến những người khác. Ít nhất bây giờ đó, chúng ta tử tế với người khác, lúc nào đó người khác sẽ tử tế với chúng ta trong những hoàn cảnh tương tự mà mình có thể vấp phải. Chẳng hạn như cô gái tử tế với người gác cổng chỉ bằng cái lời chào hỏi thôi, nhưng mà cô ấy đó được hồi đáp lại bằng một sự tử tế cứu sống mạng sống của mình. Cái tương quan về tử tế đó, đó nó rất là thực tiễn. Cho nên cái nhận thức này đó, nó giúp cho chúng ta đó, khi có cơ hội làm việc tử tế, chúng ta không dài dòng gì mà bỏ nó, vì làm việc đó là chúng ta đang làm tốt cho chính mình. Mà có người dạy lắm mới không nhận cái tốt về phía mình thôi, gọi là lỗ lã, chấp nhận cái sự lỗ lã đó thôi. Thì đây là hai cái nguồn nhận thức có thể được sử dụng như cái nguồn động lực để cho sự tử tế chúng ta khi nó được thắp sáng lên, giống như là cái ngọn đuốc đó được sáng lên, nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tắt, ngay cả khi chúng ta chết. Con quan sát thực tế là như thế này, thì trường hợp là ví dụ như mình giúp đỡ người ta ngoài đường mà bị tai nạn giao thông, thì có người là dừng xe xuống và giúp đỡ người ta rồi coi là sao không, nhưng mà nhìn lại thì mấy cái sơ của mình đó là một trường hợp. Hoặc là trường hợp tiếp là có những là người là giúp đỡ người khác, nhưng mà tự nhiên nó là nói ở trên đời này có những người mà đi như vậy, tức là tự nhiên đi giúp đỡ người này người kia, đó là một cái vài cái quan điểm mà tiêu cực do những cái người xung quanh người ta nhận định. Vậy thì theo thầy cái ý nghĩa đó, cái suy nghĩ này như thế nào, và nó đối lập lại với những cái quan điểm về cái lòng tự tin? Trước nhất ấy, cái nhận thức đó đó có thể phát xuất từ cái sự tự vệ, mà đương sự có nhận thức này đó đã từng bị lợi dụng lòng tử tế, hoặc là tử tế nó chưa đúng cách và chuẩn mực, cho nên nó dẫn đến nhiều cái hậu quả xấu. Chẳng hạn như là mình muốn giúp người khác té mà chưa giúp xong mà xe mình đã bị ta cổm đi rồi, từ đó nó tạo ra một cái ám ảnh, và ám ảnh nó đã đeo bám làm cho người này không bao giờ thể hiện cái lòng mà là cảm thông trước đau khổ niềm đau của những người tương tự, và thậm chí là nhận nặng hơn. Đó là ám ảnh cần phải được vượt qua. Năm 2014 á, thì báo chí Việt Nam có đưa tin một sự kiện, đó là một người bị té ở dưới cái bờ ruộng do tai nạn, và nỗ lực ra dấu để cho những người đi đường dừng xe lại và cứu giúp. Nhưng mà vì lúc đó nó diễn ra vào giờ khuya, và những người tài xế lái đường á, lái xe đó có cảm giác rằng là người ta đã dàn những cái câu chuyện này để có thể là cướp bóc chẳng hạn. Cho nên ai nấy người ta cũng sợ, và người ta cho phép mình là cứ thẳng tiến phía trước mà chạy thôi, mình không có trách gì để làm công việc đó. Kết quả là cái đương sự cần sự cầu giúp đó đã bị chết. Nó chỉ dòng trong vài tích tắc thôi đó. Chậm trễ dài vậy thôi, nó dẫn đến cái chết, vì chiếc xe đã bị tai nạn đó, bị lún xuống ở dưới bùn, từ từ chìm xuống chết. Nếu có người giúp kịp thời thì không đến như vậy. Thì lúc đó thì chúng tôi được mời bởi đài VTV vào chương trình cuối năm 2014
để đánh giá về cái sự vô cảm của con người và khích lệ phát triển cái lòng tử tế, thì chúng tôi có nhận thức như thế này nè. Thực tế đấy, cái người phát hiện ra sự kiện đó có một cái ứng xử chưa được thông minh. Sau khi ra dấu để kêu gọi những người đi đường á, dừng lại để cùng với mình giúp đỡ cái người đang bị chìm xuống mà không thành công, thì đừng có nên nỗ lực cái phương pháp đó nữa. Mình nỗ lực mình làm, biết đâu á, là mình làm kịp thời thì người trong xe đó vẫn có thể sống được chứ đâu có bị chết. Nhưng mà đằng này đó, chính cái đương sự phát hiện ra cũng sợ rằng nếu mình giúp người đó mình cũng sẽ bị chết theo. Cho nên á, anh ấy chỉ ra cái tín hiệu để cầu giúp thôi, chứ anh ấy không có nỗ lực để làm. Còn đạo Phật dạy chúng ta là trước khi nhờ người khác giúp, mình phải tự giúp. Như vậy mặc dù cũng có lòng tử tế, nhưng mà làm cái tử tế đó chưa đúng phương pháp. Cho nên đó, người cần được giúp vẫn mất cái cơ hội được giúp và vẫn dẫn đến cái chết rất là đau lòng. Chúng ta cũng không thể đổ thừa cho những người đi đường đó là vô cảm được. Bởi vì đang chạy xe với tốc độ mà nhất là sáng sớm 4 giờ mấy khuya, người ta có thể chạy là 60 cây số một giờ. Cái phán đoán của cái nhận thức con người lúc đó nó không thể là chuẩn xác được. Đây là câu chuyện dàn dựng hay là một cái tai nạn có thật? Đố ai mà có thể phán đoán chính xác được. Cho nên người ta cho phép mình có thể đi ngang qua. Còn đứng ở cạnh đó mà không nỗ lực để giúp á, thì cái người đó phải nói là thể hiện cái phương pháp nó chưa đúng, cho nên cái lòng tự tế nó chưa đạt được. Sau đó anh ấy rất là rai rứt, ăn hận về cái chết trước mắt đó. Nó ám ảnh anh có thể là vài năm sau vẫn chưa kết thúc được. Do đó đó, chúng ta phải phân định thế này nè. Đừng biến một cái trường hợp cá thể khi mà cái lòng tự tế chúng ta bị lợi dụng theo cái mục đích xấu thành một cái nỗi ám ảnh lâu dài đe bám chúng ta, để chúng ta cho phép mình được biện hộ rằng là từ đây về sau tôi cam kết với lòng mình là tôi không giúp một ai nữa, để tôi không bao giờ trở thành nạn nhân của sự tự tế nữa. Người như thế là người hơi tiêu cực. Mỗi tình huống là nó khác nhau. Trong lần A chúng ta bị lừa đảo, nhưng mà các lần B, lần C, lần E, lần F là vẫn hiện thực, tại sao chúng ta không giúp? Đừng vì cái lý do bị lừa đảo đó mà chúng ta bỏ cái cơ hội giúp đỡ cho những người đang cần giúp, thậm chí nó còn khẳng thiết hơn, quan trọng hơn với những đối tượng như thế này. Cho nên là ở mỗi tình huống chúng ta phải có cái tâm bi để thông cảm được cái nỗi khổ niềm đau của người đang cần giúp đỡ. Sau đó chúng ta có cái tâm từ để tìm giải pháp để kết thúc nó, mang được niềm vui. Luôn luôn nuôi hai cái tâm này đó, thì chúng ta không để cho cái nỗi ám ảnh mang tính sự cố đó nó ngăn chặn chúng ta lại, nó không cho phép chúng ta tiến tới phía trước để làm những điều đáng làm. Lòng vô cảm đó, nó có thể phát xuất từ những cái nhận thức sai, nhất là những người cho rằng đó là sau khi chết đó, người thiện kẻ ác đó, đều có cái chung cục giống nhau, biến mất khỏi cõi đời này. Những người theo chủ nghĩa vô thần, dù vô thần cổ đại tại Ấn Độ hay là vô thần hiện đại, thì cái nhận thức cũng giống nhau. Từ đó có nhiều người ta nghĩ thế này nè, là củng cố để hy sinh đề cha, để củng cố đề con. Người ta có thể phạm pháp, làm những việc xấu, thậm chí là khi phạm pháp người ta vô cảm với nỗi khổ niềm đau của những người còn lại. Người ta nghĩ rằng là chết là hết rồi. Rồi từ đó ta hy sinh để cho các thế hệ con cháu của mình hưởng được những cái thành quả gọi là phi pháp này của mình. Đó là những nhận thức rất là thiển cận. Như vậy là không tin vào nhân quả kiếp sau cũng rất dễ làm chúng ta rơi vào trạng thái vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại. Khi chúng ta đối diện trước một cái mất mát nào đó, chúng ta cũng rất là dễ rơi vào vô cảm. Ví dụ một người mẹ thương đứa con như là chính thương mình, khi đứa con đó bị tai nạn giao thông chết chẳng hạn, thì người mẹ ngày và đêm khóc với đứa con, thậm chí là ngày nào cũng phải ra và nghĩa trang để ngồi kế bên cái mộ của con mình. Đang khi đó trong các cái viện mồ côi, hàng vạn cháu, hàng trăm triệu cháu khắp nơi trên thế giới này đang cần tình thương của những bà mẹ, của người cha, thì những cái bà mẹ mà thương những đứa con đã chết rồi đó không có cái lòng chua xót đau khổ được để mà chăm sóc những đứa con này. Chăm sóc một đứa con đã chết thì vô ích, nó có hưởng được cái gì đâu, tại vì người ta bị dứa kẹt vào cái quan hệ huyết thống. Như vậy khi mình sống với cái tôi nhiều đó, thì không nhiều thì ít, chúng ta bị kẹt vào cái thái độ vô cảm và hành động vô cảm, mặc dù chúng ta không có cái dụng ý xấu đó.
Nhưng vì cái gốc rễ của vô cảm theo Phật giáo là vì chúng ta bị chấp ngã thôi, và chấp ngã sở hữu, cho nên chúng ta chưa mở rộng bàn tay đối với cái là phần lớn các đối tượng còn lại, thậm chí là cần đến cái tình thương và sự trợ giúp chúng ta nhiều hơn thế, rất là nhiều lần. Nói tóm lại, những người thực tập tâm vô ngã, lòng vị tha, sự tử tế, lòng nhân ái, dầu thuộc bất kỳ một tôn giáo nào hay là không theo tôn giáo nào, thì sẽ không thể nào cho phép rằng đó là mình không được quyền tử tế với người khác, và cũng không bao giờ đó là dùng cái lý do gì để biện hộ để cho phép rằng vì tôi đã từng bị lừa đảo cho nên tôi được quyền gọi là vô cảm với tha nhân. Chúng ta không nên có được những lý luận đó, và mọi tình huống chúng ta cũng phải đánh giá nó để một mặt chúng ta không bị lợi dụng bởi lừa đảo, mặt khác đó, chúng ta có những hành động rất cụ thể để giúp cho con người cuộc đời vượt qua những điều khó khăn mà họ đang vướng phải. Xin được hỏi các ba câu hỏi mà câu nào cũng hay. Thường câu sau là nhớ nhiều hơn câu kế. Thôi trả lời câu 3 trước rồi đến câu 2, câu 1. Theo Phật giáo chúng ta phải phân biệt cái sự khác biệt giữa khổ và đau. Đau nó thuộc cái phản ứng thần kinh ở trên cơ thể, như chúng ta nói là đau bụng, đau răng, đau tim, đau gan, vân vân. Khổ nó thuộc về thái độ ứng xử của tâm lý đối với những điều, đối với con người, sự vật, sự việc mà chúng ta không ưng. Chứ là thường có cái câu là khổ tâm, chứ không ai nói là khổ thân ha. Khổ tâm thôi. Còn đau là đau thân à. Khi mà đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó, mà chúng ta châu đầu vào nó và trở nên là cương điệu quá về nó đó, thì nỗi khổ niềm đau đang nhỏ nó được phóng to ra, là do vì chúng ta bị dướng kẹt cảm xúc vào nó, cho nên đánh lạc hướng nó bằng cách là ly tâm quá cái nhận thức của mình ra khỏi nỗi khổ và niềm đau á, thì nỗi khổ niềm đau đang có mặt nhưng mà nó giảm đi một phần nào đó chứ nó không có kết thúc được. Vì hiện thực nó đang diễn ra, hiện thực có khổ thì chúng ta phải thừa nhận có khổ, có đau phải thừa nhận có đau, nhưng mà bằng ly tâm quá chúng ta sẽ giảm bớt nó một phần nào. Để dễ hiểu đó thì tôi xin đưa ra cái câu chuyện liên hệ đến Quan Công đó. Lúc ông bị bắn vào một mũi tên trên đôi vai đó,
Thì thời đó là người ta chưa có cái nghệ thuật mổ bằng gây mê và gây tê như bây giờ. Cho nên là người ta mới tư vấn ông đó là ngồi đánh cờ tướng với một cao thủ cờ tướng của Trung Quốc. Và Quan Công là một người rất là tự trọng, cho nên ông sợ là mình thua là mất tiếng, cho nên phải tập trung cao từng cái nước cờ đi. Thì đang lúc mà tập trung như vậy, ông chơi cờ đó, người ta mổ và mổ an toàn. Cái cao đó nó giảm đi đó là gần như là 10% hoặc 20% hoặc là 30%. Như vậy khi mình tập trung ý thức vào một cái chuyện gì khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn, thì lúc đó cái nỗi khổ và nỗi đau nó đang tồn tại trên thân và tâm mình đó, nó được giảm đi là một phần nào đó nhất định. Nhưng chúng ta không thể thay thế được, kết thúc đó được bằng cách đó là, ngoại trừ đó là chúng ta phải nỗ lực tìm được nguyên nhân của khổ đau nó đang nằm ở chỗ nào, nó tấn công chúng ta bằng cách gì, chúng ta mới có thể kết thúc nó được một cách lâu dài. Rất nhiều triệu phú tỷ phú chết hàng ngày hàng giờ trên hành tinh này đó, không phải họ không có tiền để chữa bệnh, mà vì đó họ bị thất bại trong việc truy nguyên được cái bệnh đang tấn công họ là cái gì. Do giới hạn của dụng cụ y khoa, do giới hạn của trình độ bác sĩ và nhiều cái giới hạn khác, hoặc là gọi là ỷ lại quá nhiều, không có khám bệnh, không có điều trị bệnh kịp thời, vân vân. Cho nên á, dùng phương pháp tâm lý, nhất là ly tâm hóa nỗi niềm đau, chúng ta giảm bớt khổ đau thôi. Còn muốn kết thúc nó, chúng ta phải truy nguyên được nguyên nhân. Mà theo Phật giáo nó gồm có 4 nhóm như thế này. Thứ nhất á, là lòng tham lam, phi pháp, ích kỷ. Thứ hai đó là sự giận dữ, nặng nhất đó là các hình thức chiến tranh, ẩu đả. Nhẹ nhất đó là bất liên minh, bất hợp tác, cốc cần đề, ganh tị, hơn thua, chù dập, ghét bỏ, là nói xấu, phê phán, chỉ trích, tấn công, pha đám cho cái bánh xe. Có những nỗi khổ niềm đau nó phát xuất từ cái sự si mê, thiếu biết về quy luật cuộc sống, thiếu biết về quy luật vũ trụ, thiếu biết về nhân quả, thiếu biết về đạo đức, thiếu biết về luật pháp, và thiếu biết về kiến thức xử lý các tình huống. Có những nỗi khổ niềm đau nó do chúng ta cố chấp thôi, biết mình sai nhưng mà không có hội đồng, biết mình là tự ái nhưng mà không chịu sửa chữa, biết mình khó chịu nhưng mà không có nỗ lực vượt qua. Đó là 4 nguyên nhân chính từ tâm lý và nhận thức để dẫn đến các cái hành động tiêu cực, dẫn đến khổ và đau. Cho nên á, ngoài cái việc ly tâm hóa để giảm bớt nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải kết thúc các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải. Và bằng cách này đó, chúng ta trị liệu khổ đau một cách dứt điểm, không để lại tác dụng phụ. Câu hỏi thứ hai đó là duyên nợ đối với người lớn và mọi người nói chung. Phật giáo đó chưa bao giờ quan niệm rằng vợ và chồng là nợ của nhau. Nho giáo thì có quan niệm đó. Nho giáo chủ trương là con là nợ vợ hoặc là chồng là oan gia. Chứ thực ra đó người ta còn nói nặng hơn là gì? Vợ là oan gia thôi. Như vậy đó toàn bộ cái quan trái trong một gia đình đó, người ta đổ lỗi cho người vợ với vai trò làm mẹ và làm vợ thôi. Còn nếu có chuyện gì trục trặc đó không phải đàn ông à. Và con được sinh ra đó là nợ của cái quan gia này. Và cái nhận thức này đó là một phân biệt đối xử là không có lành mạnh, cần phải gọi là kết thúc nó. Còn theo Phật giáo đó, mọi thứ trong đời không chỉ là vợ chồng, tất cả đều nó có những cái duyên, duyên trực tiếp, duyên gián tiếp, duyên chủ quan, duyên khách quan, duyên do chúng ta chủ động tạo ra, hay là duyên cộng hưởng do các tác động tương tác đa chiều ở trong xã hội. Do đó để vợ chồng được hạnh phúc trăm năm đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải tìm được 4 cái duyên tích cực ở người bạn đời của mình. Duyên một đó là đồng tính, tức là hai người phải cùng tôn giáo và tín ngưỡng để không khác nhau về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, quan điểm giáo dục con cái, quan điểm lập nghiệp, quan điểm sống, vân vân. Chứ là hai cái đó mà nó khác nhau nhiều quá, nó cứ chổi cãi vã, nó làm cho cả vợ lẫn chồng bị khổ đau hết. Duyên thứ hai là đồng đạo đức, tức là nhân cách phẩm chất đạo đức đó, hai bên nó phải tương đương với nhau. Chứ một bên thì ăn chê hưởng thụ sa đọa, một bên đó thì nhân cách phẩm hạnh, thì hai bên này không thể nào bền vững với nhau được. Thứ ba đó là duyên đồng trí, trí là TR, tức là cùng sự hiểu biết. Nó không nhất thiết là phải cùng là bằng cấp, vợ là tiến sĩ thì chồng phải tiến sĩ,
chồng tiến sĩ thì vợ phải thạc sĩ, không cần thiết như thế. Nhưng mà cái hiểu biết của hai bên đó nó ăn khớp được với nhau. À, hiểu biết về giới tính, hiểu biết về cái cá tính của người bạn đời của mình, để chúng ta tương nhượng là mà đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường đời. Và thứ tư đó, là cái duyên đó, đồng sự rộng lượng và tử tế, tức là mình biết ban tặng cho cả bên gia đình vợ, gia đình chồng. Nhiều bà vợ muốn chồng của mình đó là chăm sóc gia đình vợ trong gia đình chồng, đó là ích kỷ. Và nhiều người đó chỉ muốn là cho gia đình mình thôi, chứ không muốn chăm sóc cho xã hội, đa khi mình có khả năng để làm việc đó. Thì theo Đức Phật đó, bất cứ một cặp nam nữ nào hội đủ được bốn duyên tích cực này đó, thì gia đình của người đó được hạnh phúc bền vững hơn. Cho nên đó, để đi đến được cái tìm cầu một con người như vậy trở thành là bạn đời của mình đó, thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn có một cái câu chuyện rất là sâu sắc, đó là chuyện Ngụ Ngôn. Chuyện Ngụ Ngôn thì kể như sau: có hai chị em song sinh, mà cô chị đó thì đẹp tuyệt trần như là nàng tiên, còn cô em á thì xấu đau xấu đớn như là quỷ. Trong một buổi đi săn bắn ở trong rừng, lạc vào một cái cánh rừng, hoàng tử đó đã tình cờ gặp được cô chị. Sao xuyến trước cái nét đẹp của cô chị đó, hoàng tử không muốn trở về hoàng cung nữa và ngỏ lời cầu hôn cô này. Cô này từ chối và hoàng tử mới nói thật cái thân phận của mình: tôi là hoàng tử của đất nước. Cô gái rất là xúc động, nhưng cô gái ra một điều kiện: tôi chỉ lấy anh với điều kiện như sau. Chàng hoàng tử nói rằng là cả cái giang sơn này nàng muốn ta vẫn có thể chịu được, một điều kiện là cái gì đâu, nàng hãy nói đi. Cô gái chia sẻ như sau: em á chẳng giấu gì anh, còn có một cô gái, một người em song sinh, nhưng mà cô này thì bất hạnh, gương mặt quá xấu, ai thấy rồi cũng bị ác mộng hết, thì liệu anh có thể thương em gái của em giống như là em thương anh hay không? Nếu được như thế đó thì chúng ta trở thành như vợ chồng, vì em không thể sống và tách ly khỏi người em bất hạnh của em được. Thì câu chuyện nó kết thúc cho đó thôi, và kinh không có cho cái câu trả lời của hoàng tử. Và chúng ta phải tự đặt mình trong cái hoàn cảnh đó để chúng ta tự trả lời cho chính mình thôi. Thực ra vì là cái câu chuyện Ngụ Ngôn cho nên đừng nghĩ đó là có thật. Và cái triết lý Ngụ Ngôn thì rất là sâu, nó ẩn ở trong cái câu chuyện đó. Cái triết lý là như thế này: thực tế đó, về gen di truyền, không thể có trường hợp cặp song sinh một người thì đẹp tuyệt trần, một người xấu đau xấu đớn được. Hai người nó phải là 9,90 với nhau thôi, hoặc là cùng đẹp hết, hoặc là cùng xấu hết. Cái đó là quy luật này. Bởi vì là câu chuyện Ngụ Ngôn cho nên nó phải đưa ra một cái triết lý. Triết lý đó muốn nhắn gửi chúng ta như thế này: mỗi một con người chúng ta có hai nhân cách. Có lúc đó, nhân cách chúng ta nó rất đẹp, rất duyên, rất ấn tượng, rất hào phóng, nhưng mà có khi chúng ta nó rất là bẩn thỉu, rất là xấu xa, rất là ác độc, rất là dữ dằn. Và ông hoàng tử được đặt ra trong một tình huống là khi thương một cô gái đó về cái sắc đẹp, nhưng mà liệu anh ấy có chấp nhận được những cái cá tính của cái cô nàng này hay không, trong đó có những cá tính xấu. Mà mới gặp nhau bị sự chi phối của cái nhan sắc là người ta quên đi cái cá tính xấu. Phần lớn đó, các thanh niên bây giờ ẩm về một cái cô vợ hay cổng về một cái ông chồng mà mình không biết cái cá tính của người đó như thế nào, chỉ vì người đó có cái chút duyên. Chẳng hạn như là ăn nó có duyên, cặp mắt có duyên, cái dáng đi có duyên, hay là cái hành động có duyên, thế thôi. Chứ ta không có nghĩ một cách sâu xa hơn. Rồi về sống chung với nhau rồi mới đổ nợ. Nợ ở đây là cái khái niệm chỉ cho cái rắc rối, phức tạp, cãi vã, bất hòa, khổ đau thôi, chứ không phải là nợ theo kiểu mà thiếu nợ, chủ nợ và con nợ. Do đó đó, chúng ta cần phải tìm hiểu cái người bạn đời của mình qua năm tháng. Có nhiều người ta giấu cái cá tính xấu hay lắm, mà khi về sống chung rồi mới phát hiện ra, mà phát hiện ra nó lỡ làng rồi, làm sao giải quyết được? Cho nên chúng ta phải thông qua nhiều cái kênh xã hội để chúng ta tìm hiểu về một con người. Thà chúng ta chậm đính hôn một chút xíu để cho là tránh tình trạng cưới nhầm người. Cưới nhầm người rồi mình đổ thừa cho duyên nợ, không giải quyết được chuyện gì. Do đó đừng có nhận thức tiêu cực rằng là tôi có nợ với người đó cho nên tôi mới trở thành vợ chồng. Tất cả là nhân duyên hết.
Nếu mình tạo nhân duyên tốt với bốn cái điều kiện đó thì chúng ta có được một người vợ, người chồng như ý à, thì tự động chúng ta được hạnh phúc trăm năm thôi. Còn nếu mình không chọn lựa đúng được những người như vậy đó thì không có ly dị thì cũng ly thân, không có làm việc đó sớm thì cũng làm việc đó muộn. Và thậm chí có nhiều người sau khi ly dị rồi ám ảnh cái người chồng, người vợ của mình và không dám thương một người nào nữa. Mặc dù có người mới này ta thương mình đó, ta tốt hơn gấp trăm lần với cái người trước, nhưng mà ám ảnh đó làm chúng ta bị trở ngại. Hãy xóa đi những ám ảnh đó. Về cái câu hỏi đầu tiên đó, chúng ta thử hình dung nếu đây là một ly nước đầy ắp nước và có một cái quạt máy nó thổi ngang qua thì nước nó bị xao động, hoặc là có một cái địa chấn nhỏ đi, cái ly nó sẽ bị lắc như thế này. Thì đây là cái hoàn cảnh trái ngược lại với sự yên tĩnh, làm cho cái ly muốn được yên tĩnh, nước nó muốn được lắng yên, nó vẫn bị lúc lắc ra. Như vậy là cái ly đang trong hoàn cảnh đó, không thể tránh khỏi hoàn cảnh này được. Và do đó không còn cách nào khác là phải chấp nhận cái hiện thực đang lắc đó, cái tác động của gió đó, để chúng ta thoát khỏi ra. Để thoát khỏi ra đó, tôi xin nêu một cái câu chuyện ngụ ngôn khác. Một con cá đang ở một cái vũng nước mà trên bề mặt của nó là bị dầu phủ trùm hết. Phản ứng thông thường của con cá là gì? Nó nhảy lên trên mặt nước, mở miệng to ra, ngốt lấy không khí để tiếp tục được tồn tại. Sau đó nó thả mình nó xuống dưới nước. Mà cứ như thế nó nỗ lực, đến lúc nào đó toàn bộ đó, cơ thể của nó bị kiệt sức, nó sẽ bị chết. Lý do là dầu á, nó có các lượng tử và nguyên tử nhỏ hơn rất nhiều so với không khí, cho nên không khí nó không thể thông qua được dầu để mà có mặt ở dưới nước được. Nhưng mà rồi cũng có những con cá rất thông minh, nó nghĩ rằng là nó không thể nào sống là hôi hớp trong một thời gian tạm thời được. Nó tin rằng là nó có thể bơi thật là nhanh để ra khỏi cái vùng nước mà bị ảnh hưởng bởi dầu này, để nó được an toàn thôi. Và nó chấp nhận cái rủi ro là khi tôi làm việc đó, đó tôi có thể bị kiệt sức mà chết, bị dọp bé mà chết. Nhưng mà nỗ lực đó nó vẫn cho nó được một cái cơ hội là có thể được sống an toàn hơn. Như vậy một bên đó là giải pháp ngắn hạn tạm thời và cuối cùng là chết mòn mỏi, và một bên đó là cái giải pháp lâu dài và dứt điểm. Cho nên đó, trong cái hoàn cảnh mà khi chúng ta không có một sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn, tâm của chúng ta theo đó nó bị chao động hoài, nó bị khổ não hoài, chúng ta phải thoát khỏi hoàn cảnh đó. Chẳng hạn như hai vợ chồng đang cãi vã với nhau vì cái chuyện làm bếp núc này. Ông chồng ông xí vô cái chuyện bếp núc của người vợ, nói là em nấu dở quá, em phải nấu thế này, phải bỏ thế kia, rồi cái trước cái sau thế nọ. Thì cô vợ cô cảm thấy cô quạo, bởi vì cái sở trường của cổ mà cổ bị chỉnh mà, cổ tức lên. Cái anh chồng mới nói lại đó, thì cũng tương tự lúc mà anh lái xe em đừng có chỉ đạo anh, cái công việc lái để anh lái, chứ em cứ ngồi mà em chỉ đạo về sau anh rối hết trơn là không có chạy được, mà thậm chí tai nạn nữa. Đó là cái cãi vã mà bản chất của nó không dẫn đi tới đâu hết á, nó chỉ dẫn đến cả hai là cùng thất bại thôi. Thế nên trong tình huống đó, một trong hai người đó gọi là phải chọn giải pháp là tẩu vi thượng sách. Tức là giả vờ có cái việc bận gì đó để rời khỏi cái không gian đang cãi lộn đó. Giờ mà mở cái điện thoại ra, alo, chị hả, chị cần em hả, em đang tới liền, chờ khoảng chừng 5 phút. Cái nói, anh ơi, em đang có việc ở công ty, em đi chút xíu về. Thì như vậy là rời khỏi cái chỗ mà đang cãi đó, thì cái người còn lại cục hứng à. Tôi muốn cãi nữa cũng không được, cãi phải có đối tác. Một bên đó bắn một câu, bên đây là phải đối lại một câu. Chứ còn cãi một mình là giống như mình đánh cái nắm tay vào không khí thì đánh dai, nó không có việc là phản hồi. Thì đó là cách chúng ta thoát ra khỏi cái không gian của sự căng thẳng. Thì lúc đó tâm chúng ta nó được yên tĩnh lại. Đó là phương pháp thay thế thôi. Dĩ nhiên nó chỉ là nhất thời thôi, chứ nó không giải quyết được. Chúng ta phải tương nhường lẫn nhau, biết là đây là những cái biên giới mà đụng vào nó là người kia ta phiền não, thì thôi mình đừng đụng vào. Và bên nào cũng tôn trọng, mà lỡ bên kia đụng vào chúng ta đừng có trách. Chúng ta có thể nhận thức như thế này nè: vì ông ấy là chồng tôi nên ông ấy được quyền như thế, vì bà ấy là vợ tôi cho nên bà ấy nghĩ quá thân mật là không có cần gì phải về đế đi tứ nữa, cho nên lỡ lời, lỡ ứng xử như thế.
vì cô ấy là bạn thân như là chị ruột của tôi, hay là bạn thân như là em ruột của tôi, cho nên là có thể ứng xử như thế. Nên nếu mình nhận thức như thế đó, thì trong cái hoàn cảnh đó làm cho mình động tâm khó chịu đó, mình cũng dễ dàng bỏ qua, chứ không có giữ nó ở trong lòng. Đó là cái ứng xử tích cực mà, nó giúp cho mình thoát ra khỏi đó. Rồi cuối cùng rồi đó, chúng ta cũng phải phân tích đó, tại sao hai người lại mâu thuẫn với nhau, cho ta tìm cách để khắc phục nó. Không có gì là không làm được. Còn trong cái hoàn cảnh mà nó quá khó đó, thì chúng ta phải thoát ra khỏi nó. Cái đó chúng tôi tạm gọi là gì? Đổi đài tâm. Thế là giống như cái TV nó có nhiều cái kênh truyền hình, và mình bấm cái nút remote control để qua một cái kênh mới, rồi dừng lại cái kênh nào mình cảm thấy mình hài lòng mà mình hạnh phúc thì mình xem, còn không được là mình chuyển qua kênh khác nữa. Ngày xưa thì không có cái nút remote control, thì mình lại mình bấm từ cái máy TV. Bây giờ chúng ta khỏi phải làm công việc đó. Thì tương tự trong đời của mình, nó có những cái hoạt động mà mỗi cái hoạt động đó, mỗi sự việc đó, sự kiện đó tạo gọi như một cái kênh đi. Nếu nó làm cho mình không vui, thôi mình lật qua cái kênh khác, đừng đụng đến đó nữa, phớt lờ đó. Rồi lúc mình tập phớt lờ đó, là nó làm cho mình không có bị vướng kẹt vào, cho nên mình không có quan trọng nó lên, cường điệu quá nó lên, ám ảnh hóa đó, thì chúng ta mới dễ dàng để cho tâm mình được bình yên. Nói cái khác á, thoát ra khỏi hoàn cảnh nó chỉ là tạm thời, xử lý hoàn cảnh bằng trí tuệ và phương pháp sẽ giúp cho chúng ta đó đạt được cái sự tương đối, và giờ đó trong cảnh nghịch hay cảnh thuận, chúng ta vẫn không bị cái thế giới phiền não này làm cho mình trở nên tồi tệ hơn. Ít nhất là chúng ta chiến thắng được nó ở một mức độ tương đối nào đó, được xem là may mắn rồi. Và trong lúc con học đó thì tâm lý học giải thích là mỗi người có một cái mặt nạ để mình cư xử trong cái hoàn cảnh nhất định. Thì trong cuộc sống người ta sử dụng rất là nhiều cái mặt nạ khác nhau. Cho nên là con nghĩ, và bản thân con cũng tự trải nghiệm luôn, thì con thấy là có những cái hoàn cảnh, có những cái cô trực tiếp xúc mà con không thể tự tế nổi. Và tuy nhiên cái bản chất của con cũng hướng tới muốn là một con người cương trực, muốn sống bình an. Nhưng mà có những cái hoàn cảnh mà mình không thể tự tế nổi là cho con cảm thấy là khá là bức xúc và hoang mang. Vậy thì cuối cùng cái bản chất của mình là gì? Vậy thì ở đâu sau những cái mặt nạ như thế là ai? Thì thầy xin thầy cho con những cái gợi ý để con thể tiếp tục suy nghĩ với bản thân mình. Con cảm ơn thầy. Những người có lập trường đó chỉ sống với một cái nhân cách thôi, còn những người dễ thay đổi bởi tác động của những người xung quanh, điều kiện xung quanh, hoặc là xung quanh đó dễ thay lòng đổi dạ, thì cái sự thay đổi nhân cách đó đó, nó nôm na theo tâm linh phương Tây đó là chúng ta thay đổi các cái mặt nạ khác nhau, các cái mask khác nhau ở trên đó, cái bề mặt nhận thức và ứng xử của mình. Nhưng điều đó không phải ai cũng bị kẹt như thế, cho nên sẽ là một cái cực đoan nếu chúng ta cho rằng là mỗi người đều có nhiều cái mặt nạ khác nhau. Mặc dù con người có nhiều cái nhân cách khác nhau, nhưng mặt nạ đó là một cái khái niệm tôi nói là xấu. Tức là một bên là mình ứng xử ra bên ngoài rất đẹp, rất duyên dáng, rất lịch sự, rất lịch thiệp, nhưng mặt khác bên trong là chúng ta đối lập lại với các phương diện này. Đó là nặng nhất của mặt nạ. Thì cái mặt nạ đó thì thường được chúng ta cố tình nắng tạo ra ở một số người. Mục đích của những sự nắng tạo đó là gì? Qua mặt người khác để mình được một cái lợi ích gì đó về phương diện xã hội, để mình che đậy cái gì đó về phương diện giao tế ứng xử. Còn trên thực tế có nhiều người ta do tác động của hoàn cảnh ta thay đổi mà cái quyết định, thay đổi cái nhân tính, thì cái đó không phải là người ta đang đeo mặt nạ. Còn trong trường hợp hoàn cảnh mình thấy là mình cần ứng xử, cần phản ứng, cần làm cái gì đó cho nó tích cực hơn, nhưng mà mình biết rất rõ rằng là làm việc đó đó chẳng những nó không có lợi cho đương sự được chúng ta quan tâm đến, và nó còn có hại cho mình nữa, thì lúc đó người ta có thể chọn giải pháp yên lặng. Mà yên lặng ở đây không phải là hèn nhát, nó không được xem là một mặt nạ đó. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đưa ra 6 tình huống mà sự phát biểu của con người đó và hành động của con người có thể có mặt. Thì trong đó có 2 tình huống Đức Phật khuyên đó là nên làm. Tình huống 1,
việc đó là tốt và cao quý. Nói ra đó không ai thích, nhưng mà hướng đến của nó đó là chắc chắn là lợi ích cho số đông. Thì đương sự trong tình huống này được khích lệ là phải nói và phải làm việc đó. Ví dụ như là một bệnh nhân đi đang bị té và chày trên cơ thể, y tá đó được yêu cầu là chăm sóc cái dịch vụ y khoa trên cơ thể của người này, và khi dùng thuốc để mà tẩy rửa đó thì bệnh nhân sẽ đau, đau nhói lắm, khó chịu lắm. Bệnh nhân sẽ có khuynh hướng là khước từ cái dịch vụ là trị liệu đó nếu cái sức chịu đựng của người đó là kém. Nhưng mà mình biết là phải làm việc này, dù có đau đi nữa thì bệnh nhân mới hết được. Lúc đó y tá không thể nói không được, vì y tá phải làm. Nếu bệnh nhân không hợp tác thì người ta phải có cách gì đó để mà cưỡng chế bệnh nhân, để bệnh nhân phải làm. Đó là mục tiêu cao quý ta, để hướng đến các lợi ích cao quý ta. Tình huống 2, việc đó nói ra là tốt, có giá trị, và mục đích của nó đó là hướng đến những cái lợi ích cho số đông, người nghe rất là thích và tán đồng theo. Thì người nào trong tình huống đó mà không làm thì nó trở nên là quá tệ, cho nên buộc phải làm và được khích lệ phải làm. Trong các cái hoàn cảnh đó, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những cái tình huống nó đơn giản như vậy, cho nên là mình cần phải đặt lên cái bằng cân. Và dân gian Việt Nam có một câu khích lệ chúng ta rất là hay: tránh voi chẳng hổ mặt nào. Có những con người giống như voi sai, không còn biết đúng và sai nữa. Cái phán đoán của họ nó trật hết rồi, rồi họ có quyền bính trong tay. Cái lời đúng đối với họ chẳng những không có lợi ích gì đó, nó dẫn đến cái tổn hại và chúng ta đánh mất cái cơ hội để làm những việc tốt hơn về sau nữa. Thì trong trường hợp này đó, chúng ta được phép kiên nhẫn tích cực để thay đổi tình huống trong một thời điểm thích hợp. Và lúc đó đó, chúng ta giả không biết đó, không có ý kiến để phát biểu, thì cái đó không phải là chúng ta đang đóng một mặt nạ. Mặt nạ chỉ áp dụng cho tình huống là chúng ta giả dối thôi. Mình giả dối, mà giả dối thì thường nó có mục đích là mưu cầu lợi ích cho bản thân mình, nhưng mà nó gây cái tác hại cho những người khác. Còn những cái ứng xử khôn ngoan, khéo léo để có lợi ích cho số đông, cái đó không nên được xem là mặt nạ. Đưa vào cái tình huống cụ thể hơn đi. Phần lớn là những người làm công tác giao tế đó, ở tại công ty, xí nghiệp, thì được khích lệ và được hướng dẫn đó là phải có những cái cử chỉ rất là thân mật, gần gũi, cỡ mở, vui vẻ. Thậm chí là bị khách hàng chửi vô cớ cũng phải nở nụ cười thôi, nhưng mà không biết gì hết nữa, để cho nó qua, không có phản ứng lại, không chửi lại khách hàng. Mà khi về nhà đó, nếu như người đó mà không tập cái đó trở thành là cái nhân cách thật đó, thì người thân của họ sẽ lãnh đủ. Họ tháo cái gương mặt lịch sự chịu đựng nó ra khỏi cái cơ quan, và về nhà họ sống với bản tính thật của họ, thì bao nhiêu cái căng thẳng mà họ chịu đựng trong một cái ngày làm việc đó đó sẽ rơi vào tình huống là giận cái chém thết. Cho nên đó, Đạo Phật không khích lệ là chúng ta chỉ học để ngoại giao trong cái ứng xử với người khác, mà chúng ta phải học để chuyển hóa cái nhân cách của mình. Cho nên đó, những bài học đó nó hay đối với khách hàng, thì chúng ta phải nghĩ rằng là người thân của mình là khách hàng quan trọng hơn, ưu tiên hơn, cho nên chúng ta phải đặc biệt hơn với khách hàng đó. Còn khách hàng kia thì mình gặp nhau có một lần, lỡ có sơ suất với họ mình cũng không gặp lại. Còn cái khách hàng là người thân của mình gặp họ mỗi ngày, sống chung được với họ trong một gia đình hay trong một cái tổ chức, cho nên chúng ta phải lịch sự hơn đối với các khách hàng lâu lâu mình gặp một lần. Như vậy chỉ bằng, thay vì mình sống bằng một cái mặt nạ, bằng giao tế ứng xử để lấy điểm, thì chúng ta hãy sống thật với nó đi. Đừng có sống thử, hãy sống thật. Đâu sống thật còn chưa ăn chung gì, đừng nói sống thử. Và bằng cách đó đó, chúng ta sẽ không khoác lên mình những chiếc mặt nạ, mà chúng ta đang sống rất thật bằng những cái tử tế, lòng cao quý, ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, v.v. Chúng ta sẽ thấy có một sự thay đổi rất tích cực và màu nhiệm nó đang diễn ra xung quanh chúng ta. Ngay cả những kẻ thù của mình đó, nếu mình sống bằng cái tâm chân thật như thế, thì có thể là người ta sẽ đặt câu hỏi là cái cô này, cái cậu này nó đang giả dối nên nó mới ứng xử tốt như thế. Người ta nghi ngờ về mình, đến lúc nào đó ta thấy cái lòng chân thật của mình nó tỏ ra trước và sau không hề thay đổi, thì cái nhận thức của họ sẽ bắt đầu thay đổi về mình. Còn khi mình đã làm hết bước rồi,
cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, cái tình huống nó cứ phải là nhập nhằn hoài đó, thì chúng ta tự tháo gỡ cái quan trái khỏi tâm mình ra, chứ ta không cái gây quan trái với người đó nữa. Còn họ cố giữ quan trái là họ là bị thiệt thòi thôi, còn mình không bị dướng kẹp vào đó. Nói tóm lại đó, đừng để mình phải sống với hai chiếc mặt nạ, huống hồ là nhiều chiếc. Hãy sống bằng cái tâm chân thật đi, nỗ lực làm cái tốt nhất, mà nếu cái kết quả đó đạt được thế nào thì quan hệ chấp nhận như vậy, vì nó không còn lỗi của mình nữa. Những gì cần làm đã làm, phương pháp cần nỗ lực đã nỗ lực, kết quả còn lại nhân như vậy, duy như vậy, điều kiện như vậy, hoàn cảnh như vậy, chắc sắp như vậy, điều năng lực như vậy, thì kết quả nó phải ra là như vậy thôi. Thì đó là một cái nhận thức nhân quả, nó giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được gánh nặng cảm xúc xuống khi công việc đã kết thúc. Còn mà không đó, làm xong rồi mình vẫn phiền não hoài. Có nhiều người làm xong rồi làm sao không làm nhau nữa, phải vì gặp nhau là sợ, gặp nhau là ám ảnh nè. Đừng để cho tình trạng đó xảy ra. Và được như thế, chúng ta không là người sống với những chiếc mặt nạ, mà chúng ta sống với cái nhân cách rất là chân thật, phát xuất từ tâm của mình. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ